người người nhỉ. Ngồi ngược nước. Rồi, là, có người
mưa cũng đạp rồi, cũng có. Hôm nay chạy chợ bao nhiêu? Chạy chợ cũng được chén thì chén rồi. Rồi nữ vừa rồi, hai đội tranh nhau chút thịt nhỉ? Mấy phút? Rồi. 2 giờ giây, 3 giây. 5 giờ, 5 giờ. Long Xuyên, huyện Bình Giang. Xã này nó hưởng ứng kinh. Mấy năm Covid mà không được tổ chức, bây giờ mới